Yeah. Thường xuất hiện khi bơi thành đàn với số lượng khác nhau, chúng cũng có thể xuất hiện đơn lẻ tùy vào giai đoạn hiện tại trong vòng đời, quyết định hành vi, môi trường sống và ngoại hình của chúng, thay đổi màu sắc lẫn hình dạng đầu và cơ thể. Chúng buộc phải phối hợp hành vi bằng bản năng và ngôn ngữ cơ thể. Cá hồi di cư hoàn toàn dựa vào khứu giác nhạy bén. Chúng có thể định vị tới lui các khu vực quen thuộc nhờ việc phát hiện tín hiệu hóa. Bác sĩ nhận xét. Những loài cá khác, cá hồi là loài sống ở biển và sinh sản ở vùng. My dog will be Netflix standard plan, which is 49 per month, or to premium plan, which is 22, and marketing strategy to make consumers pay extra for ad-free experience. And you know, at the end of the day, Netflix is a private company. Thank you.
맨 마지막 항상 의식 끝에 하는 화청이라고 그러는데 네. 밖에서는 회심곡이라 회심곡 네. 네. 불가에서는 화청이라고 그럽니다. 화청. 고로 화청할 청 모두에게 다 듣기 쉬운 말로 이렇게 정한다는 의미에서 화청이라고 합니다. 네, 네. 알겠습니다. 자, 그럼 도희 스님의 화청 함께 들어보시죠. 따뜻한 TV